Cho phép mình xin được gửi đến lời chúc sức khỏe tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay xong cái clip chương trình hôm nay là cũng là ngày 28 tháng 12 năm 2021 rồi. Chỉ còn lại 3 ngày thôi thì tất cả cô chú anh chị cũng như là shop Lê Minh sẽ bước sang một năm mới. Xin được gửi đến tất cả cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe và thành công trong những cái năm mới sắp tới này. Thì hôm nay xong cái clip này, mình xin gửi đến tất cả cô chú anh chị mình một cái sản phẩm mà mình thấy nó quá là hot luôn và rất là chất lượng, về cái sản phẩm máy bắn vít, chuyên vít của thương hiệu của DOH. Thì con này nó sẽ thiết kế cho mình một cái chiếc hộp mà nhựa xịn, rất là xịn sò, kèm theo là hai bên sẽ có hai cái khóa mở, rất là tiện cho mình khi mình mang đi công trình. Cái này sẽ gồm có một cái sách hướng dẫn sử dụng, kèm theo nó sẽ gồm có hai pin. Pin của nó là pin 6A 20V, tức là dòng pin 10C, dòng máy chất lượng về cái pin của DOH này, hàng rất xịn sò. Và nó sẽ sử dụng là điện của nó là điện 220V, một cái đế sạc bàn như thế này, kèm theo là một cái dây đeo, và đặc biệt là một chiếc máy bắn vít khá là nhỏ gọn. Thấy không, một cái máy bắn vít thương hiệu như vậy là đến từ như vậy là hàng DOH. Thì dòng máy này thì có đến dòng máy từ lực xiết từ 3.000 vòng tua trên phút luôn. Thì chiếc máy này mình có thể sử dụng bắn tôn, bắn vít và thiết kế khá là nhỏ gọn. Trên này nó có nắp sử dụng công nghệ Bluenet không sủi than. Thân thì được bao bọc bằng thân nhựa và nó có đến 3 tốc độ. Rất là xịn sò, chuyên vít. Một cái máy này thì anh em có thể làm bắn tôn, bắn mái, hay là làm anh em mà làm bên quảng cáo, bên những cái làm nhôm, đặc biệt là làm nhôm thì bắn vít, làm cửa, làm gỗ thoải mái luôn. Một chiếc máy này khá là nhỏ gọn. Hôm nay mình về với số lượng rất là nhiều. Thì mình sẽ cân cái body này. Cái body này là từ trước đến giờ mình thấy nó rất là nhỏ gọn. Cái body nó nặng là 8,45, chưa tới 1 kg. Và một pin một sạc thì nó sẽ rơi vào khoảng 1,350 kg. Một chiếc máy khá nhỏ gọn và công suất thì nó khá là lớn. Một chiếc máy này thì mình có thể là làm việc rất là hiệu quả. Thì đây, một chiếc máy rất là êm. Đây là tốc 1, tốc 2, tốc 2 và tốc 1 này, tốc 2 này, tốc 3 này. Tức là 1, 2, 3, tức là số này là số 1, số nhỏ này. Đó, số 2 này, số 3 này. Chuyên vít nhá. À, đây là có công tắc đảo chiều. Đây. Bây giờ khi nào nó mình bấm chế độ bắn ra nó dừng lại đúng không ạ? Đây, mình sẽ ấn vào cái nút nguồn này. Đó, cái nút nguồn này ha, ấn một cái nữa. Đấy, nó chạy đủ vòng tua ha. Đó. À, rất là đạt. Em bây giờ thì mình sẽ test thử chiếc máy này. Chiếc máy này thì mình sẽ bắn độ dày, bắn tôn nhá. Đấy, bắn tôn, bắn mái. Bắn tôn, bắn mái thì nó rất là thoải mái. Đây, với cái sắt dày từ 3 đến 5 ly, với một cái chiếc với một cái sắt như thế này mình có thể bắn mái, bắn tôn, bắn sờ gô thoải mái luôn. Mình bắn chế độ nó sử dụng búa tự động, cho nên là khi mà nó cần lực thì nó sẽ gõ. Khá là nhẹ nhàng. Và mình sẽ bắn bắn vít bốn cạnh. Đây, bắn vít bốn cạnh đây. Đây. Để bắn vít này. Bắn vít sắt này. Khá là nhẹ nhàng luôn. Nó nhẹ như bông hồng. Chiếc máy này từ nào đến giờ mình bán hàng 4 năm rồi. Nhưng mà cái mẫu này là mình thấy là cái mẫu nó đang hot nhất thị trường. Cái vít này thì có thể mình không nó mình thay vào. Khá là nhẹ nhàng. Mình sẽ bắn vít gỗ này. Đây. Vít gỗ. Đấy, vít gỗ, vít dù, vít gỗ luôn, thoải mái mình bắn luôn. Đây ạ.
Đó, bắn vít xà gồ nha, thoải mái luôn. Nó rất là nhẹ nhàng. Đó, gồ thoải mái luôn. Và đặc biệt chiếc máy này thì mình có thể khoan bê tông luôn. Khoan bê tông thì mình sẽ sử dụng đầu mũi khoan lục giác. Có nghĩa là cái đầu này là phải đầu lục giác. Nó sẽ có từ mũi 6, mũi 8, mũi 10, 12, 13. Mình có thể khoan bê tông bằng cái đầu lục giác này nhá, thì nó mới giữ được. Đây, đây là mũi số 8. Mũi số 8 mình sẽ khoan với cái miếng bê tông mà bê tông dày, bê tông đặc này. Đấy, mình sẽ khoan thử nhá. Cái này khoan gạch thì rất là tuyệt vời. Đấy, mình sẽ thay chiếc khoan bằng một cái máy chuyên vít. Mình có thể khoan gạch, khoan tường. Rất là hợp lý luôn. Với một cái chiếc máy này thì hôm nay trong cái chương trình này mình bán giá 1.200.000. 1.200.000. Mình sẽ tặng 2 mũi khoan lục giác, mũi số 8 và mũi số 6. Và kèm theo là một mũi bắn tôn xịn và một mũi bắn vít xịn. 4 món quà. Xong clip này mình tặng 4 món quà giá 1.200.000. Được bảo hành 6 tháng. Máy chuyên vít DWATS. Với cái chiếc máy giá tầm tiền. Sử dụng công nghệ Bluetooth không chủ than. Bảo hành 6 tháng. Pin sạc, pin máy sạc đều bảo hành 6 tháng. Tất cả cô chú anh chị đều được kiểm tra hàng. Và hãy giữ lại phiếu bảo hành của bên mình. Khi hàng về, đó, khi hàng về thì cô chú anh chị được quyền kiểm tra hàng và có phiếu bảo hành, cũng như là kèm theo ngày tháng và địa chỉ số điện thoại ở đây. Bảo hành 6 tháng, giá 1.200.000, tặng 4 món quà. Với một cái chiếc máy như thế này thì mình nghĩ rằng là mình đi làm công trình này, mình sử dụng về bên ngành nhôm kính này, ngành cơ khí này, thì mình thấy nó quá là hợp lý. Với chiếc máy thân hình bé nhỏ gọn mà công suất lớn như thế này, mình nghĩ là tất cả cô chú anh chị sẽ làm được rất là nhiều việc với cái chiếc máy thông dụng như thế này. Và đặc biệt cái chân máy này là chân pin của Makita. Đấy, nó DW nhưng mà chân pin phổ thông. Mình có thể sử dụng được bất cứ những cái dòng pin nào trên thị trường cũng rất là phổ thông Makita như thế này. Với chiếc máy này thì mình xin báo lại là 1.200.000, mình tặng 4 món quà. Và clip của mình đến đây thì mình cũng xin kết thúc rồi. Mình làm rất là ngắn gọn thôi. Rất là mong được tất cả cô chú anh chị ủng hộ, cho em xin một like, một đăng ký kênh để mình review thêm những cái sản phẩm mới, cũng như là up lên hàng ngày những cái sản phẩm mà mình thường xuyên thanh lý nhiều clip giá rẻ bất ngờ. Đừng quên hãy đăng ký kênh để là xem và theo dõi để mua hàng. Cô chú anh chị nào thì có nhu cầu á, thì hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Số điện thoại của mình là 0356617777. Mình xin được chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều. Và cô chú anh chị nào đang ở gần chỗ mình, địa chỉ 60 số nhà 68 tổ 1 khu phố 3 thị trấn Trơn Thành, huyện Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, thì có thể là đến gặp mình trực tiếp tới cửa hàng test máy, thử máy rồi mình mua hàng để mà đến cửa hàng để trải nghiệm. Một lần nữa thì mình xin được chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị, và xin chào và gặp lại cô chú anh chị những cái clip lần sau.